Chiều ngày 15 tháng 3, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, vẫn đang thống kê số ca nhập viện điều trị trên địa bàn tỉnh liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở quán Trâm Anh, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Theo ông Minh, đến chiều ngày 14 tháng 3, thống kê từ các bệnh viện trong toàn tỉnh đã có 222 trường hợp nhập viện điều trị có dấu hiệu bị ngộ độc. Ông Minh nói, các bệnh nhân có triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, cho biết đều ăn cơm gà. Một số người có triệu chứng nhẹ cũng nhập viện trong ngày và được các bác sĩ kê đơn thuốc xuất viện sau đó. Ông Minh nói, ưu tiên lúc này là tập trung điều trị cho các bệnh nhân nghi do ngộ độc. Sở đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc, điều trị những ca nhập viện. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang điều trị 75 ca, ngày 14 tháng 3 là 45 ca. Bệnh viện Đa khoa Yes Xanh Nha Trang đang điều trị nội trú 9 ca, ngày 14 tháng 3 là 7 ca. Còn Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang là 53 ca, ngày 14 tháng 3 là 27 ca. Một trong những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cánh Hòa là con trai ông Cường. Từ ngày 12 tháng 3, ông phải túc trực thường xuyên bên rừng chăm con trai. Ông Cường cho biết con ông 27 tuổi nặng hơn 80 kg. Ông Cường nói, cháu tập thể hình nên bình thường rất khỏe mạnh, nhưng giờ cũng là đi vì ngộ độc. Hiện cháu đã ổn định sức khỏe sau khi được truyền kháng sinh uống thuốc. Theo ông Cường, trưa ngày 11 tháng 3, vợ ông mua cơm gà xé ở quán Trâm Anh về nhà cho con ăn. Đến tối, gia đình ăn mì quảng và uống nước mía. Đến khuya thì con ông có các triệu chứng ói mửa, tiêu chảy liên tục. Nghĩ con đau bụng bình thường, ông Cường tự mua thuốc cho con uống. Ông Cường kể, nhưng đến sáng ngày 13 tháng 3, cháu bị sốt cao, mắt đỏ nên tôi tiếp tục mua thuốc hạ sốt. Thấy tình hình con trở nặng, tôi đưa cháu vào bệnh viện. Sau sự việc, đại diện quán cơm gà Trâm Anh lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi đến khách hàng đồng thời chủ động liên hệ các bệnh nhân đến bệnh viện thăm hỏi để đưa ra hướng giải quyết. Đại diện quán cơm Trâm Anh cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân vụ việc và từ chối thông tin về các phương thức bảo quản, chế biến thực phẩm của quán. Đại diện quán Trâm Anh nói, sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ có những phương án tiếp theo, còn hiện tại chúng tôi xin nhận trách nhiệm. Chiều ngày 14 tháng 3, tại Bệnh viện Vinmec Nha Trang, Kết quả cấy kế phân của hai bệnh nhi ngộ độc nghi do ăn cơm gà của quán Châm Anh cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Liên quan vụ việc, chiều ngày 15 tháng 3, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đoàn kiểm tra của đơn vị đã có thông báo kết luận ban đầu về vụ ngộ độc. Theo đó, sau khi có vụ việc xảy ra, Sở Y tế đã thành lập đoàn do bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn để làm việc với các bệnh viện. Theo bác sĩ Hiệp, hiện các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận thu dung điều trị ca bệnh có liên quan đến vụ việc nêu trên mới đến nếu có. Đồng thời, tiếp tục chăm sóc điều trị bệnh nhân, chủ động theo dõi sát các ca bệnh ngộ độc đang điều trị nội ngoại trú tại đơn vị. Bác sĩ Hiệp nói, khi có ca bệnh diễn biến bất thường, chuyển nặng, Sở đã yêu cầu các đơn vị y tế cần kịp thời hội trần chuyên môn với bệnh viện đa khoa tỉnh để đưa ra giải pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân, tránh chậm trễ để người bệnh chuyển biến nặng, vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị. Sở Y tế Khánh Hòa cũng yêu cầu trong việc điều trị Bước đầu, sở đề xuất định hướng điều trị theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ bệnh viện đa khoa Vinmec. Bác sĩ Hiệp thông tin, việc này nhằm để các đơn vị cân nhắc việc lựa chọn kháng sinh cho phù hợp trong điều trị. Chúng tôi tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh và cập nhật kết quả xét nghiệm cụ thể của từng người bệnh bị ngộ độc để điều chỉnh các chỉ định lâm sàng hợp lý. Ngày 15 tháng 3, nhiều bệnh viện ở thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân nhập viện sau khi ăn cơm gà tại quán TA đường 3 triệu thành phố Nha Trang. Theo số liệu thống kê từ Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, có 222 trường hợp nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn ở quán cơm gà nêu trên. Trong 222 ca nghi ngộ độc có 157 bệnh nhân nhập viện điều trị, số trường hợp còn lại được các cơ sở y tế khám kê đơn thuốc và cho về nhà để theo dõi ngoại trú. Sau khi xảy ra sự việc ngộ độc, đại diện quán cơm gà TA đã đăng tải trên các hội nhóm của mạng xã hội Facebook như sau. Lời xin lỗi chân thành gửi đến những khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ quán cơm gà Trâm Anh. Người đăng tải thông tin cho biết quán cơm gà Trâm Anh đã làm việc với cơ quan chức năng để tìm nguồn gốc ngộ độc. Đại diện quán cơm gà Trâm Anh thông tin quán đã liên hệ với các nạn nhân và đến những bệnh viện có các bệnh nhân để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Phía quán cơm gà từ chối thông tin về các phương thức bảo quản, chế biến thực phẩm. Đại diện quán cơm gà châm anh nói, mọi việc phải chờ kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn, sau đó phía chúng tôi sẽ đăng bài thông tin phản hồi. Trước mắt, quán nhận trách nhiệm về mình. Ông Mạnh Cường, đang chăm sóc con trai, là một trong 222 ca bệnh nghi bị ngộ độc cơm gà, cho biết dù đã điều trị tại bệnh viện 3 ngày, tuy nhiên sức khỏe của con trai ông chưa hồi phục. Ông Cường cho hay, ngày 14 tháng 3, cháu còn đau bụng quặn, đi ngoài nhiều lần. Sáng nay, được các bác sĩ tiêm thêm thuốc nên có vẻ là ổn hơn dù vậy sức khỏe của cháu vẫn còn yếu, chưa bình phục hẳn. Theo ông Cường, con trai ông năm nay 27 tuổi, cao 1m75, nặng hơn 80kg, tập thể hình nhưng cũng kiệt sức, nghi do ngộ độc. Trước đó vào trưa ngày 11 tháng 3, vợ ông Cường có ké vào tiệm cơm gà Trâm Anh mua một phần gà xé 50.000 đồng. Về nhà, con trai ông Cường chỉ ăn cơm, gà, sốt bơ trứng, nước súp, còn lại thì bỏ rau chua. Vài giờ sau, chàng trai khỏe mạnh, đau bụng đi ngoài, người mệt lả phải nhập viện cấp cứu. Ông Cường cho biết đại diện quán cơm gà đã đến bệnh viện thăm cũng như là cam kết thanh toán viện phí cho con trai của ông. Ông Cường nói, tôi chỉ mong sao cháu nhà tôi khỏe mạnh trở lại chứ không muốn gì thêm. Bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện sức khỏe của các ca bệnh liên quan đến vụ ngộ độc đã dần ổn định. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, các cơ sở y tế có điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, cơ quan chức năng vẫn chờ kết quả nuôi cấy mẫu thức ăn bệnh phẩm. Tại bệnh viện Vinmec Nha Trang, kết quả cấy phân của hai bệnh nhi có liên quan cho ra kết quả dương tính với Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết Ngày 14 tháng 3 đã nhận được thông tin về vụ ngộ độc cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm nhiều người bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt, phải nhập viện điều trị. Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn số 476 ATTP NDTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ngay các cơ sở y tế trên địa bàn tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Tạm thời đình chỉ cơ sở nghi ngộ độc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển tới đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định gần nhất để xét nghiệm, điều tra xác định rõ nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời báo cáo cho cộng đồng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Cần Hòa tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm. Việc này nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn sử dụng thực phẩm. Khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Như đã đưa tin, đã có 222 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc cơm gà tại quán Trâm Anh trên đường Bà Triệu thành phố Nha Trang. Tính đến hết ngày 14 tháng 3, vẫn còn 155 ca đang phải theo dõi, điều trị trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, các bệnh viện cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc do ăn cơm, phở gà tại quán Chấm Anh. Phần lớn bệnh nhân đang điều trị có dấu hiệu sinh tồn ổn định. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đến 15 giờ chiều 14 tháng 3, các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh đã ghi nhận 222 trường hợp nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại quán cơm gà Chấm Anh, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Trong số đó, 155 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có dấu hiệu sinh tồn ổn định, một số bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn, đi cầu phân lỏng nhiều lần, đau quặn bụng từng cơn. Các ca bệnh trong tầm kiểm soát về chuyên môn của các cơ sở y tế. Số bệnh nhân còn lại đã xuất viện, cho về theo dõi ngoại trú. Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, chị Huyết Áp, 19 tuổi, chú tỉnh Lâm Đồng, cho biết gia đình chị có chuyến du lịch 5 ngày tại Nha Trang. Trưa 11 tháng 3, gia đình chị chọn quán cơm gà TA để dùng bữa. Tại đây, 7 thành viên trong gia đình chị đã gọi 3 suất gà chiên, 3 suất gà luộc gồm có cơm, thịt gà, rau chua, sốt bơ trứng và nước súp. Sau đó, cả gia đình tiếp tục đi tham quan, tối đến dùng món bò. Đêm cùng ngày, khi trở về khách sạn, cả gia đình chị huyết áp có biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy. Ngày 12 tháng 3, cả gia đình đều có biểu hiện mệt lả, sốt cao nên nhập viện điều trị. Nhận xét về món ăn, Chị huyết áp nói, món ăn ngon, không có gì bất thường, là quán nổi tiếng ở Nha Trang. Ngày 14 tháng 3, ông Trịnh Ngọc Hiệp Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa tới các bệnh viện để kiểm tra và thăm hỏi các bệnh nhân điều trị nghi ngộ độc. Ông Hiệp thông tin, tới nay việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn vẫn chưa có kết quả, nên chưa thể xác định nguyên nhân sự việc. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã tới quán ăn kiểm tra, lấy các mẫu thực phẩm của quán cơm gà này đưa đi xét nghiệm quán ăn này cũng bị tạm đình chỉ kinh doanh để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 13 tháng 3, các bệnh viện tại thành phố Nha Trang tiếp nhận 60 bệnh nhân với các biểu hiệu nôn, sốt, đau bụng. Người bệnh cho biết các triệu chứng trên xuất hiện sau khi ăn cơm tại quán cơm gà châm anh. Cùng ngày, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận, thu dung bệnh nhân, không được chậm trễ cấp cứu cho người bệnh. Trong đó, yêu cầu người bệnh bị ngộ độc có triệu chứng nặng, trẻ em và người già ưu tiên chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Các cơ sở y tế kịp thời hội trần với bệnh viện đa khoa tỉnh về mặt chuyên môn khi có ca bệnh diễn biến bất thường, phức tạp hay xấu hơn, khó tiên lượng, tránh trường hợp bệnh diễn biến nặng, vượt quá khả năng thu dung điều trị của đơn vị. Khi tiếp nhận bệnh nhân, phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, lưu mẫu bệnh phẩm, phối hợp cung cấp mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm. Bác sĩ Lê Văn Khoa Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, Sở Y tế chỉ đạo Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh hỗ trợ chuyên môn. Nhiệm vụ cho các đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố Nha Trang trong suốt quá trình điều tra, thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến vụ ngộ độc thực phẩm để tham mưu Sở Y tế triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Sở Y tế sẽ thông tin nguyên nhân gây ngộ thực phẩm sớm nhất khi có kết quả điều tra và các mẫu xét nghiệm.